Thiên Chúa đã mặc khải tình yêu của người qua Chúa con. Chích thư gửi cho Dioneto. Không ai trong loài người đã nhìn thấy Thiên Chúa, cũng chẳng ai đã biết người. Chính Thiên Chúa đã tỏ mình ra, người đã tỏ mình ra qua trung gian đức tin là phương thế duy nhất để nhìn thấy Thiên Chúa. Vì chưng Thiên Chúa là chủ tể và là đấng làm nên vạn vật. Chính người đã làm nên vạn vật và sắp đặt cho mỗi vật có một trật tự riêng. Người không chỉ yêu thương nhân loại mà thôi Nhưng còn kiên nhẫn chịu đựng họ Xưa người đã luôn luôn xử sự như thế Nay vẫn như vậy Và sau này cũng sẽ như thế Nhân từ, tốt lành, không giận dữ, chân thật Duy một mình người tốt lành Khi cưu mang điều gì lớn lao và khôn tả trong trí Người chỉ thông truyền cho chúa con mà thôi Vậy bao lâu người còn giữ kín còn để ý định khôn ngoan của người trong vòng bí mật thì xem ra như người lơ là chẳng săn sóc gì đến chúng ta nhưng một khi nhờ con yêu dấu người mặc khải và bộc lộ những gì đã được chuẩn bị từ lúc khởi đầu thì đồng thời người cũng tặng ban cho chúng ta tất cả cho thừa hưởng các ân huệ của người cho xem và hiểu biết có ai trong chúng ta dám mong đợi những điều ấy bao giờ vì thế sau khi đã sắp đặt mọi sự nơi chính mình cùng với Chúa con, cho tới thời cuối cùng này, người vẫn để những thúc đẩy hỗn độn lôi kéo chúng ta theo ý muốn riêng, để cho những ham muốn và đam mê lôi kéo chúng ta ra khỏi đường ngay nẻo chính. Làm như vậy, không phải vì người vui thích gì tội lỗi chúng ta, nhưng người tỏ ra khoan dung, chứ chẳng phải người muốn chấp nhận thời kỳ của tội ác nhưng hiện nay người thiết lập thời kỳ của đức công chính nếu trong thời gian trước chúng ta có bị các việc làm bất xứng với sự sống chế ngự giờ đây thiên chúa lại đói thương cho chúng ta được sống và một khi chúng ta thấy rõ do sức riêng mình chúng ta không thể vào nước thiên chúa được thì thiên chúa lại dùng quyền năng của người mà ban cho chúng ta khả năng ấy nhưng khi sự bất chính của chúng ta lên đến cực điểm và khi rõ ràng là phần dành cho sự bất chính tức là hình khổ và cái chết đã kề bên thì đã đến thời thiên chúa đã ấn định để bày tỏ lòng nhân từ và quyền năng ôi tình thương và lòng yêu mến của thiên chúa đối với con người bao la biết mấy người đã không ghét bỏ không xua đuổi cũng không oán hờn chúng ta nhưng hằng kiên nhẫn chịu đựng vì thương xót chính người đã nhận lấy tội lỗi chúng ta đã nộp con của mình làm giá cứu chuộc chúng ta đấng thánh đền thay cho tội nhân đấng không hề làm điều ác chịu thay cho những kẻ gian ác đấng công chính chịu thay cho những kẻ bất chính đấng không hề hư hỏng chịu thay cho những kẻ hư hỏng đấng không thể chết chịu thay cho những kẻ phải chết nào có gì che lấp được tội lỗi chúng ta nếu không phải là sự công chính của người nhờ ai mà chúng ta những kẻ gian ác và vô đạo có thể được nên công chính nếu không phải là nhờ duy mình con Thiên Chúa. Ôi cuộc trao đổi mới kỳ diệu làm sao, sự sắp đặt thật không dò không thấu, những kỳ công vượt quá lòng mong đợi. Tội ác của muôn người được chôn vùi trong sự công chính của một người, còn sự công chính của một người lại làm cho muôn người bất chính nên công chính.